1. Tránh đặt loa chạm lên nhau dưới thời tiết nắng nóng. Đây là yếu tố cơ bản mà bắt buộc người sử dụng nào cũng phải biết và chú ý, không chỉ với loa mà còn đối với một số dàn âm thanh có hệ thống tản nhiệt bên dưới. Sử dụng loa trong điều kiện thời tiết nắng nóng, người sử dụng không chú ý đặt loa chồng lên nhau, biết độ tản nhiệt khiến nhiệt độ không thể thoát ra bên ngoài, gây ảnh hưởng xấu đến loa hoặc vô tình truyền nhiệt xuống loa phía dưới, làm giảm tuổi thọ của loa, các linh kiện bên trong sẽ hư hỏng nặng nề. Giải pháp tốt nhất ngay lúc này đó là đặt loa ở nơi thoáng đãng. Nếu có tổ chức sự kiện ngoài trời nên có thiết bị tỏa nhiệt đặt trên cùng của giá thiết bị để nhiệt tỏa ra nhanh mà không làm nóng loa. 2. Không nên để quá nhiều loa khiến âm ly bị quá tải. Âm ly đi kèm với loa sẽ giúp đem lại hiệu quả hoạt động nhanh nhất cho loa. Tuy nhiên, một số người vì muốn tiết kiệm chi phí hoặc không đủ kiến thức kinh nghiệm trong đó âm thanh sân khấu hay là âm thanh gia đình mà sử dụng âm ly có công suất nhỏ dẫn đến loa thiếu công suất và phải hoạt động hết công suất để vận hành, gây ảnh hưởng xấu đến loa, khiến loa mau hư và dễ chết loa. 3. Hạn chế bụi bẩn bám vào trong loa. Bụi bẩn bám vào các thiết bị điện tử lâu ngày sẽ hạn chế công suất hoạt động của nó. Đối với loa cũng vậy, bụi bẩn bám vào và gây ảnh hưởng sẽ làm giảm khả năng truyền dẫn rất nhiều. Do đó, cách tốt nhất để bảo vệ loa khỏi bụi bẩn chính là vệ sinh thường xuyên. Các bạn lưu ý, vệ sinh ở đây không chỉ là vệ sinh ở bên ngoài mà chúng ta còn phải vệ sinh ở bên trong của loa nữa, vì bụi bẩn sẽ len lỏi ở các vi mạch và cụ bát của loa, từ đó sẽ gây hang rỉ và gây ảnh hưởng tới công suất của loa. 4. Tuyệt đối không đặt loa ở những nơi ẩm ướt. Những nơi ẩm ướt thường khiến loa dễ bị mục, đặc biệt là những loại loa thùng. Không chỉ vậy, môi trường ẩm ướt còn góp phần khiến hơi nước tích tụ vào bên trong của loa, thấm vào loa, gây tích điện ảnh hưởng đến các mạch điện của loa. 5. Lưu ý đấu nối dây đến làm nghẽn mạch. Hiện tượng nghẽn mạch xảy ra thường xuyên trong hệ thống điện dẫn đối với loa, thường làm hư hỏng các thiết bị bên trong. Lỗi này chủ yếu do sơ suất của người dùng khi đấu nối dây loa, việc rút ra cắm vào giắc loa, nếu vô tình làm hai đầu nối chạm vào nhau sẽ tạo ra hiện tượng nghẽn mạch, làm hỏng cả dàn loa chỉ trong vài tích tắc. Vì vậy nên hết sức chú ý. Ngoài ra, trong quá trình sử dụng chúng ta không nên rút các cắm dây loa khi loa vẫn còn nguồn điện, vì làm như thế khiến loa bị mất đột ngột nguồn điện để gây nên ảnh hưởng như chập điện, đứt mạch.